Tập 18. Những tên thổ phỉ này không bằng cầm thú. Ban ngày ban mặt, ngay cả quan tài bọn họ cũng cướp. Tôi hỏi ông, có phải ông tận mắt thấy bọn họ bỏ cái rương đó vào trong quan tài? Tuyệt đối đúng. Bọn họ lấy thi thể của gia phụ ra khỏi quan tài, sau đó bỏ mấy cái rương vào trong đó. Lên xe, đuổi theo. Người anh em chính Bạch à, đi cũng lâu rồi. Dứt cái thứ này đi đi. Đúng đó, dứt đi đi. Chúng ta lại không phải là lừa hay ngựa. Cái thứ này cộng thêm 4 cái rương đó, không nhẹ đâu. Bây giờ chưa phải là lúc. Để nó lại có tác dụng gì? Có tác dụng. Đến nơi rồi, bỏ ông vào trong, đào cái hố chôn. Đánh rắm. Dán quan tài này đủ lớn. Bỏ anh và Chu Đại Mập vào trong đó cũng được mà. Sau đó tới chỗ của Diêm Dương, giúp ông ấy coi nhà. Nếu ông còn nói nữa thì bây giờ tôi bỏ ông vào trong đó. Được rồi, đừng nói nữa. Khiên cho vững vào. Nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi. Nào, bỏ xuống trước. Được rồi, ở đây dỡ đồ xuống đi. Được. Anh dự định bỏ quan tài ở đây. Anh muốn làm gì? Đây không phải là để lộ hành tung của chúng ta sao? Tôi muốn để lộ. Anh có ý gì? Con người dạng Lý Nhai tính tình đa nghi. Bỏ cái quan tài này ở đây, có lẽ sẽ có tác dụng. Kế nghi binh, cách này có hiệu quả không? Chưa chắc. Nhưng mà dùng câu nói trong toán học để giải thích, gọi là âm âm bằng dương. Âm âm bằng dương. Đi Hưng Thành rồi. Tôi xem các người khi quan tài đi được bao xa. Bên phải, đuổi. Anh Chính Bạch, anh thực sự nghĩ là dạng Lý Nhai sẽ không đuổi qua đây? Chắc là không. Anh rất hiểu rõ dạng Lý Nhai sao? Có nghe đội trưởng Hổ nhắc qua, nếu anh ấy còn sống chắc chắn không đồng ý như vậy. Nếu anh ấy còn sống, anh ấy chắc chắn làm như vậy. Tung quả mù. Lý Chính Bạch, cậu cũng thật sự có chiêu. Lên xe, quay đầu lại. Sở trưởng, tại sao không đuổi theo nữa? Đuổi. Sao lại không đuổi chứ? Nhưng mà không đi Hưng Thành, bọn họ chắc chắn đi Hán Khẩu. Hán Khẩu, bọn họ để đồ ở đó, chính là muốn chúng ta hiểu lầm bọn họ đi Hưng Thành. Đáng tiếc, quá tự cho là thông minh rồi. Sở trưởng cao kiến. Đi đi. Tôi thực sự muốn xem tên Lý Chính Bạch này còn có thể giở trò gì. Sở trưởng, vừa mới nhận được tình báo của quân Nhật. Người Nhật ở một cửa khẩu gần Trường Trạch bị người ta tập kích. Chuyện vào lúc nào? Trưa hôm nay. Quân Nhật Bản có động tĩnh gì chưa? Tạm thời chưa. Cục trưởng, xông qua cửa khẩu, có khi nào là Lý Chính Bạch không?
Khó nói lắm. Nhưng mà từ dấu vết trước mắt thấy được, lô hàng đó chắc chắn vẫn an toàn. Xem ra kế hoạch liệt phong của tôi vẫn chưa thất bại. Nếu như tổ hành động vẫn còn theo kế hoạch đã định, họ đã ra khỏi trường trạch, trạm tiếp theo sẽ là Hán Khẩu. Anh xem, có cần tôi đích thân tới Hán Khẩu? Cậu cảm thấy tình hình bây giờ có nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta không? Ý anh là sở trưởng có cần phải thành lập một tổ hành động qua bên đó thăm dò tình hình? Thành Đạt, tình thế hiện tại không phải cậu không rõ, trong tay đâu có những người đó? Hơn nữa những người của chúng ta có mấy người là đối thủ của Dạng Lý Nhai chứ? Lẽ nào chúng ta cứ đợi như vậy sao? Không đợi thì làm sao? Đợi đi. Sở trưởng, Hán Khẩu là địa bàn của Quách Tùng, có nên chào hỏi không? Một tên quân phiệt khu bá thì có gì mà chào hỏi chứ? Nhưng mà lỡ như nhiệm vụ của chúng ta cần hắn giúp thì sao? Không cần. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta càng ít người biết càng tốt. Đưa bình rượu của cậu cho tôi. Nếu không thì tôi lại muốn đánh chết tôi. Lão quỷ, bỏ rừng ở đây có được không? Không sao đâu. Từ lúc tôi ra ngoài đời, tôi luôn làm như vậy, tuyệt đối là không làm rơi một giọt nào. Ông cứ khoác lác đi. Tôi nói ông biết, món đồ đó nếu như xảy ra vấn đề đều tính trên đầu ông. Cho hai phòng. Dạ dân. Dạ, mời lên lầu. Đứng lại. Đại ca Chính Bạch nói rồi, không ai được ra ngoài hết. Lý Chính Bạch, anh ta là cha ruột cậu sao? Từ sáng đến tối cứ nhắc hoài. Tiểu tử, tôi nói cậu biết, đồng ý ra ngoài chúng tôi đưa cậu theo. Không thì biến. Dạ, cho anh chìa khóa. Cảm ơn. Dạ, mời lên lầu. Tôi nói cậu nghe, tên tiểu tử ngốc này khó khăn lắm mới tới một nơi náo nhiệt như vậy. Mấy anh em ta ra ngoài dạo vòng, lão quỷ tôi đưa cậu ra ngoài ăn thịt. Ăn thịt? Không đi. Không thì cánh ra, đừng ép tôi phát cáo. Nửa đêm ép chân sao? Hai người họ muốn ra ngoài. Cây đó chuyện đã ổn rồi. Đẹp lắm. Tôi nhìn đến buồn bực, phải ra ngoài chơi. Tất cả nghỉ ngơi sớm đi. Lão quỷ, nếu anh ra ngoài không đưa tôi theo, xem tôi sau này thu dọn anh thế nào. Biến đi. Tối nay tôi bắt buộc phải ra ngoài. Không được. Mệt mỏi cả ngày rồi, tôi cũng phải lên lầu ngủ đây. Lão quỷ chết tiệt. Lý đại ca, anh ra ngoài sao? Tôi muốn ra ngoài dạo một vòng. Tôi đi với anh. Không cần đâu. Cô Lục, tối nay quỷ khuất cho cô rồi. Cô ngủ trên giường đi. Lát nữa tôi chảy sàn. Tôi ra ngoài một chuyến. Trễ vậy rồi cô ra ngoài làm gì? Ở Hưng Thành chúng ta không có trạm liên lạc. Tôi ra ngoài dạo thôi. Cô Lục, thân phận bây giờ chúng ta là vợ chồng. Trễ như vậy cô một mình ra ngoài sẽ bị nghi ngờ đó. Tôi có chừng mực.
Sao lại là cô? Anh cho là ai? Anh hy vọng là ai? Nửa đêm nửa hôm anh chạy ra đây làm gì? Cũng không biết Hưng Thành có an toàn không. Tôi chỉ đi dạo thôi. Tối như vậy rồi, tôi chỉ là... Một mình cô cũng không sợ. Anh nói theo tôi làm gì? Ai nói theo cô chứ? Tôi chỉ là ra ngoài muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ sự việc. Anh có tâm sự, nói ra nghe thử. Cũng không coi là có tâm sự. Tôi nhìn nước sông này khiến tôi nhớ về Trường Giang. Sau khi rời khỏi Vũ Hán, tôi đã rất lâu rồi không được nghe qua âm thanh của sóng. Có lúc tôi cảm thấy tôi rất giống nước sông này, không ngừng bị đẩy về phía trước, nhưng không có sự lựa chọn, chỉ có thể không ngừng cuốn về phía trước, nhưng lại không biết cuối cùng bị cuốn về đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, có thể chạy tới đâu chứ, biển lớn đó. Cô đừng nói, con người cô nhìn thì chẳng có trí tuệ gì, nhưng nói chuyện thì lại có triết lý. Lần cuối tôi cũng đứng trên bờ Trường Giang là ở cùng với đội trưởng Ngũ. Lúc đó tôi thực sự không phân biệt được anh ấy là người tốt hay xấu. Vậy anh nhìn xem tôi là tốt hay xấu? Cô à, định nghĩa như thế nào đây? Có gì mà không được chứ? Cô xem nha, người xấu trong mắt người tốt chính là người tốt trong mắt người xấu. Ngược lại, người tốt trong mắt người xấu chính là người xấu trong mắt người tốt. Có đúng không? Cái gì mà lung tung cả lên? Tôi là Từ Tử Xuyên. Bây giờ tiểu đội Liệp Phong đang ở vị trí nào? Đã qua Trường Trạch rồi. Sao lại chậm vậy? Gặp một số rắc rối. Rắc rối? Hành động Liệp Phong rất quan trọng, có liên quan tới tiền đồ kháng chiến vận mệnh của đảng. Bộ trưởng Tống của Bộ Tài chính luôn quan tâm tới tiến trình của hành động Liệp Phong. Tình trạng kinh tế của chúng tôi bây giờ ngày càng tồi tệ. Bộ trưởng Tống nói, nếu trong vòng 3 tháng hành động Liệp Phong không thể hoàn thành, vậy thì ngân hàng trung ương của chúng ta sẽ phá sản. Chủ nhiệm yên tâm, Ly chức nhất định sẽ cố gắng hết sức đảm bảo kế hoạch Liệp Phong hoàn thành đúng thời hạn. Dân chiếm dân. Sở trưởng, nào, chậm chút, chậm chút, dựa vào. Thời gian này thật sự quá bận rồi, không đến thăm cậu được. Thế nào, đỡ chút nào chưa? Làm phiền anh rồi, đỡ nhiều rồi. Sở trưởng, đều tại tôi vô dụng, trúng quỷ kế của Dạng Lý Nhai. Cũng đừng quá tự trách, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Đánh giá quá thấp đối thủ của chúng ta. Nhưng mà thắng bại là chuyện thường tình, không nên giữ trong lòng. Đúng rồi, sau khi các cậu đến Trường Trạch thì gặp được Thanh Giao rồi. Gặp rồi. Cũng gặp được tên Lý Chính Bạch đó. Sau đó Dạng Lý Nhai tấn công ra ngoài, chúng tôi hỗn chiến một trận. Thanh Giao và Phó Tổ trưởng Mã chạy trốn cùng Lý Chính Bạch rồi. Cũng không biết lưu lạc tới đâu rồi. Xem ra họ đã qua Trường Trạch rồi. Khoảng thời gian cậu hôn mê, xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng rồi, cậu có nhìn thấy lô hàng kia chưa? Không thấy. Lý Chính Bạch nói, chỉ khi chúng ta nói cho anh ta biết kế hoạch hành động của chúng ta, anh ta mới đồng ý giao đường cho chúng ta. Cậu nói chi tiết cho tôi biết về sự hy sinh của đội trưởng Ngũ và tình hình phản biến của Tất Nguyệt Lan. Lúc trước khi anh du học ở Nhật Bản, có phải người Nhật Bản luôn ức hiếp anh? Tôi nói có phải cô có thù với tôi không? Luôn hy vọng người Nhật Bản ức hiếp tôi.
Có một chuyện tôi rất hiếu kỳ, nói phụ nữ Nhật Bản rất hiền thục, cũng không biết có thể hiền thục như thế nào. Lúc anh ở Nhật Bản du học, có qua lại với bạn gái người Nhật không? Cô nói gì? Tôi nói lúc anh còn du học ở Nhật Bản, có qua lại với bạn gái người Nhật không? Lúc ở Nhật Bản. Đừng động, có bọn Nhật. Có thể buông tay chưa? Xin lỗi. Có khi nào anh không có lỗi qua? Vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tình dạng Lý Nhai này quá xảo quyệt rồi. Dạng Lý Nhai tất nhiên đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là nội bộ quân thống chúng ta xảy ra vấn đề. Anh nghi ngờ nội bộ chúng ta có người âm thầm cấu kết với dạng Lý Nhai. Chỉ e là không đơn giản như vậy. Chiếm Văn, cậu thấy lời của Chính Bạch có đáng tin không? Dù sao lời anh ta nói chỉ là một phía. Anh nghi ngờ Lý Chính Bạch. Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu, âm thầm điều tra tất cả người có liên quan tới Tất Nguyệt Lan. Âm thầm điều tra. Đúng. Nếu phía sau Tất Nguyệt Lan thật sự có người, thì sẽ không để lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào đâu. Cho nên tôi muốn cậu âm thầm điều tra. Được, tôi hiểu rồi. Cậu dưỡng thương cho tốt. Nhớ kỹ, cuộc nói chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai, kể cả Thanh Giao. Vâng. Lão quỷ, có phải ông giấu ông đây ra ngoài dạo không? Dạo cái đầu cậu. Tên tiểu tử đó canh giữ, ai ra ngoài được chứ? Nghĩa Phong, lát nữa với lão quỷ và ma tử, ba người các cậu đến chỗ Quân Giác tìm chiếc xe ngựa. Lúc ra khỏi thành chúng ta phải dùng. Được, quỷ gia, mở mắt to ra chút. Đừng để tên ngốc này bị người ta lừa. Lần trước tôi biết, lần này cậu sẽ không bị lừa nữa, được chứ? Thanh Giao, lát nữa hai người đi thăm dò một chút tình hình của người Nhật, để tránh thêm phiền toái. Nhớ kỹ, chú ý an toàn. Buổi trưa đi sao? Quỳnh đệ Chính Bạch, khó khăn lắm mới tới một chuyến, chúng ta ra ngoài dạo đi. Cậu, còn có Tiểu Quyển, lát nữa chúng ta đi chuẩn bị chút lương khô. Sau khi xong việc thì chúng ta về nhà khách tập hợp. Ông dám bịp tôi sẽ không tha cho ông đâu. Được rồi, tìm được xe ngựa rồi, chúng ta về thôi. Muốn về cậu tự về. Ông đây phải đi dạo một vòng. Không được. Huynh đệ Nghĩa Phong à, con người cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà. Cậu xem, sao cậu sợ huynh đệ Chính Bạch đó như vậy? Tôi không phải sợ. Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Sao có thể được chứ? Chúng ta lại không phải đi kiếm chuyện, khó khăn lắm mới ra ngoài. Mấy anh em muốn ra ngoài uống chút rượu náo nhiệt chút. Đúng vậy, ông đây chỉ muốn đi uống một bình rượu. Cậu ta thèm cái này, cậu không thèm sao? Tôi biết, tôi cũng không thèm. Tôi chỉ muốn ra ngoài uống rượu náo nhiệt chút. Vậy đại ca Chính Bạch phải làm sao? Không thể để cậu ta biết. Cậu không nói tôi không nói. Thôi lão đại chắc chắn không nói, thì sao cậu ta biết được, đúng không? Đừng lẩm nhẩm nữa, đi đi. Cô Lục, chuyện Lý Chính Bạch tự ý thay đổi lộ trình hành động, tôi nghĩ hay là thông qua điện báo của bưu điện báo cáo cho cấp trên. Không được, điện vô tuyến ở đây không có bảo mật, dễ dàng bị người khác nghe lén. Chúng ta không thể mạo hiểm. Hơn nữa, tôi thấy anh ấy nói có đạo lý. Người biết hành tung của chúng ta càng ít thì chúng ta càng an toàn. Cô Lục, cô thật sự nghĩ như vậy? Sao vậy? Chuyện này rất quan trọng. Lỡ như lô hàng này xảy ra vấn đề, chúng ta không cách nào ăn nói được. Lúc đó tôi đi giải thích với cha tôi. Nghe tôi là được rồi. Tôi nói này ông già, ông nhanh chóng tìm một nơi ăn cơm đi. Ăn cơm xong chúng ta quay lại.
Con người cậu phiền phức thật. Muốn về cậu tự về đi. Mấy anh em khó khăn lắm mới ra ngoài náo nhiệt một chút. Chính là nơi này. Đến rồi. Những món ngon. Lên 8 món. Được. Món ngon cứ lên hết đi. Được. Ở đây có gì ngon cứ dọn hết lên. Được. Món ngon rượu ngon lên hết cho ông. Dạ vâng. Ngồi ngồi ngồi. Lão quỷ, không phải ông dẫn ông đây đi uống rượu qua sao? Các chị em đâu? Huynh đệ nghĩa phong mà. Đừng chỉ ăn thôi, uống rượu nữa. Đừng tiết kiệm tiền cho quỷ gia nha. Tiền là gì chứ, là đồ khốn. Vậy ông không chuẩn bị tiền mua quan tài cho mình sao? Cậu nói gì thế? Cần cậu phải lo sao? Và đây gọi là trọng nghĩa khinh tài. Tiểu tử, lá gan của cậu chắc bị mất từ trong nhà giam rồi phải không? Không uống thì thôi, chúng ta cạn. Nào quỷ gia, tôi kính ông. Cô Lục, cô đây muốn làm gì? Mua Âu phục. Không cần đâu. Tôi thấy tôi không cần lắm. Hai vị xem thế nào rồi? Có kiểu nào vừa ý không? Tôi thấy chiếc này rất tốt. Phu nhân đây thật có mắt nhìn. Nếu như ngài đây khoác lên bộ Âu phục này, vậy thì quá thích hợp rồi. Tôi không có nói là mua cho anh này. Bộ đồ này là mua cho Lý Chính Bạch sao? Vậy được. Cô Lục, cô từ từ lựa. Tôi về trước đây. Trưởng quầy, ông xem sửa nhỏ lại phần eo và phần vai đi. Được thôi, được. Còn phần này, phần vai sửa cao chút. Như vậy mặc lên mới có sức sống. Sư huynh, anh thật sự quá lợi hại rồi. Cuối cùng anh cũng thành gia chính rồi. Cái này được coi là gì chứ? Nếu như có thể được như Mai tiên sinh và Tuần tiên sinh biểu diễn một vở kịch ở sân khấu lớn Thiêm Thiền Thượng Hải, như vậy mới được coi là gia chính đích thực. Thượng Hải, Thiên Thiềm. Em nhớ kỹ rồi. Sư huynh, anh nhất định làm được. Đến lúc đó anh tuyệt đối không được quên dẫn em đi xem đó. Nếu như có một ngày như vậy, sư huynh nhất định sẽ đồng ý. Tiểu dân cô nương, sao vậy? Có phải muốn hát kịch không? Kiều đại ca, anh nghe nói qua Thượng Hải có một sân khấu lớn tên Thiên Tìm không? Lúc trước sư huynh tôi luôn nói là có một tâm nguyện. Nếu như đời này có thể hát một vở kịch ở Thiên Thiềm thì anh ấy có chết cũng cam tâm. Nhưng mà bây giờ tâm nguyện này vốn dĩ không hoàn thành được rồi. Đợi sau khi làm xong việc này tới Thượng Hải, tôi sẽ đưa cô tới Thiên Thiềm thay sư huynh cô đi xem thử. Lý đại ca, nếu như đi theo tâm tư của nương nương, rồi lại theo ý của nương nương, ấy
Tôi nói nghe nha, nếu có Giác Nhi ở đây thì sẽ hát vài câu cho anh em vui vẻ. Con người Giác Nhi không chỉ là biết hát kịch. Thiếu gia, anh vội vàng kêu tôi dẫn người ra đây, bắt người nào vậy? Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo tôi là được. Quỷ già tôi rất lâu rồi không có uống rượu như vậy qua. Sảng khoái. Tiền của ông phải giữ cho kỹ. Nếu không thì tiền quan tài của ông mất hết đó. Đầu có thể mất, nó thì không được mất. Trông cho kỹ, trông kỹ rồi. Tôi nói các người biết, chuyện hôm nay uống rượu tuyệt đối không được nói với đại ca chính mạch. Không được nói, đánh chết cũng không nói. Đúng, cậu có đánh chết ông ấy, tôi cũng không nói. Không nói, không thể nói, không được nói. Thiếu gia, chúng ta đợi cả nửa ngày, chỉ là bắt mấy người này sao? Những tên này chỉ là cá nhỏ thôi. Cá nhỏ? Vậy cá lớn đâu? Đợi đi. Ở Hưng Thành, Lý Chính Bạch lập kế hoạch mới. Phần của tôi chia cho cô ăn nha. Chính Bạch huynh, đừng động. Cái này anh em Chính Bạch phải làm sao? Thật đúng là đi khắp nơi cũng không tìm thấy, nhưng mà có được thì lại không tốn sức. Cây đó Nghiêm đại gia, anh tới Hưng Thành làm gì vậy? Tôi tới gặp bạn bè. Đừng xem nữa, xung quanh đây đều là người của tôi. Bắt bọn chúng lại. Đi, giải bọn chúng ra hết đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tên tiểu tử hát kịch đâu rồi? Sao lại thêm một cô nương vậy? Cô ấy không liên quan gì đến việc này. Thả cô ấy đi. Đưa hết đi. Đi. Nhanh đi. Nhanh. Nhanh lên. Đi theo. Các vị, Lạc Hồng không phải vật vô hình. Quá thành bùng xuân càng đẹp hơn. Hét gì mà hét, đi nhanh. Đi. Đi nhanh đi. Buổi chiều đưa đến địa chỉ này, càng nhanh càng tốt. Lý tiên sinh ở nhà khách Cao Thăng. Phu nhân yên tâm, đảm bảo buổi chiều sẽ đưa tới. Đảm bảo không trễ. Đưa này. Cảm ơn phu nhân. Đi thông thả. Nào nào, cho qua chút đi. Thiếu gia, sao lại tới nhà giam rồi? Lại còn mệt nhọc đích thân đi bắt đào phạm. Thế nào? Nhớ lại lúc trước đi đánh trận với tư lệnh Nghiêm, Hoài Phong biết bao. Bây giờ thì hay, cả ngày theo sau mông của người Nhật, khom lưng cúi đầu, thật sự quá ức chế. Anh đưa tên Lý Chính Bạc ra đây. Tôi muốn thẩm tra. Dân. Lý đại ca, đây là nơi nào vậy? Tại sao bọn họ bắt chúng ta tới đây chứ? Tiểu đại tiểu thư, đừng la hét nữa. Nơi này là tên họ Nghiêm quản, tên của hắn là Diêm Dương. Vào rồi thì đừng hòng ra nữa. Đừng nên gấp gáp quá. Tên họ Nghiêm thật sự là tên khốn, cắn được thì không buông được nữa. Sao lại tìm được đến nơi này chứ? Sao tìm được à? Ngửi mùi tìm chứ sao? Ngửi mùi? Mùi gì? Mùi nước tiểu của anh đó. Xong rồi, xong rồi.
Lần này tên họ Nghiêm chắc chắn sẽ đưa chúng ta về Thanh Thành, sau đó sẽ bị bọn Nhật Bản. Ai là Lý Chính Bạch? Ra đây. Cậu là Lý Chính Bạch? Là tôi. Lý Chính Bạch, lâu quá không gặp. Sắc mặt này tốt hơn nhiều so với lúc ở Thanh Thành. Xem ra gần đây sống không tệ nha. Còn sắc mặt anh không được tốt lắm. Tóc đen hay nổi cáo, xem ra là có tâm sự đè nén không nhẹ. Con người anh không quá chu đáo rồi. Tôi giúp anh ra ngục, anh lại làm chuyện gì với tôi chứ? Mùi gì vậy? Mùi nước tiểu trên người anh vẫn chưa tan sao? Anh có biết không, từ sau khi anh trốn ra ngoài, tôi rất lo lắng cho anh. Những năm này bên ngoài không an toàn hơn bên trong đâu. Lỡ như bị lạc đường rồi phải làm sao? Lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao? Lỡ như phơi xác ngoài đường thì phải làm sao đây? Xem ra chúng ta giống nhau, đều là người phải lo lắng. Tôi cũng luôn lo lắng. Tôi luôn nghĩ viện trưởng quan Nghiêm giúp tôi ra ngục, lỡ như bị Matsumoto biết thì có khả năng không chỉ là tiểu ra quần đơn giản vậy thôi. Lý Chính Bạch, tôi nói anh biết, lúc đầu tôi nói qua, tôi chỉ có thể thả một mình anh thôi. Hôm nay tôi vẫn là một câu này. Anh có thể đi, bọn họ phải ở lại. Tôi vẫn là câu nói đó. Tôi bắt buộc phải đưa họ ra. Xem ra anh với những tên lừa gạt vô lại, tình cảm cũng sâu đậm đó. Nghĩa khí. Được. Anh muốn đưa họ đi cũng được. Lấy đồ đổi với tôi. Ý gì? Trong tay anh có phải có món đồ đáng tiền? Tôi. Anh xem dáng vẻ của tôi đi, đừng có giả vờ. Chính là lô hàng mà anh giấu trong giếng. Tôi hỏi anh, lô hàng này có phải là của chị Hồng không? Ai là chị Hồng? Lô hàng này có phải là của Đảng Cộng sản không? Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Được. Nếu như những món đồ này không liên quan tới chị Hồng, vậy hôm nay tôi nói anh biết, lô hàng này tôi nhất định phải lấy. Người anh có thể đưa đi. Trưởng quan Nghiêm, anh đang làm cái gì vậy? Anh nói tôi thật sự nghe không hiểu. Đúng, thật sự tôi phải đưa người đi. Hàng gì đó. Lý Chính Thành, anh đừng ép tôi. Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Anh muốn tôi bắt anh về Thanh Thành nộp mạng, hay là muốn giữ tính mạng của mình ở bên ngoài? Suy nghĩ cho kỹ. Nghiêm Chính Phương, anh là người thông minh. Nếu trong tay tôi thật sự có lô hàng mà anh nói, nếu như anh muốn có được, nếu như tôi chết rồi, thì ngay cả cộng lông anh cũng không có được. Anh muốn làm gì? Sao hàng ở đây?
Cô Lục, tôi chỉ muốn đảm bảo là hàng an toàn. Vậy tại sao chìa khóa ở đây? Chìa khóa này là lúc Lý Chính Bạch bị bắt để lại cho tôi. Cái gì? Lý Chính Bạch bị ai bắt rồi? Đặc công Uông Nô. Là dạng Lý Nhai. Tôi không nhìn thấy dạng Lý Nhai, nhưng mà tôi có thể chắc chắn họ là người của Uông Nô. Thật ra tôi rất kỳ lạ. Trưởng quan Nghiêm, anh phí hết mọi tâm sức, khó khăn lắm mới bắt được chúng tôi, nhưng không đưa đến Thanh Thành làm công, lại không truy hỏi chúng tôi trải qua những gì sau khi trốn khỏi ngục, mà không ngừng hỏi tôi những câu hỏi không liên quan gì đến chức trách của anh. Rốt cuộc là tại sao? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Lô hàng đó của anh rốt cuộc là cái gì? Từ nhỏ Nghiêm Chính Phương tôi muốn có được thứ gì thì tôi nhất định phải có được. Được, tôi nhường anh thêm một bước. Lô hàng này tôi 6, anh 4, cộng thêm tự do của tất cả mọi người. Yên tâm, những người này đều là thuộc hạ của cha tôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh là muốn tôi bắt hết tất cả các anh về, mọi người đều không lấy được hàng, anh mới yên tâm mà. Cho dù trong tay tôi có đồ mà anh muốn thì tôi cũng không thể cho anh được. Anh muốn bàn điều kiện với tôi? Tôi không có tư cách này. Cho dù là như vậy, anh cũng không thể lén lút mở rương. Tôi chỉ muốn đảm bảo hàng hóa được an toàn. Điều này sai sao? Nhưng mà mệnh lệnh của cấp trên là bất kỳ ai cũng không được mở rương. Tôi là tổ phó mà sở trưởng Từ đích thân chỉ điểm. Cô Lục, cho dù cô không tin tôi, lẽ nào cô cũng không tin tưởng sở trưởng Từ? Anh còn nhớ lúc anh bắt tôi, tôi hét lên một câu: lạc hồng không phải vật vô tình, quá thành bùn xuân càng đẹp hơn. Đó chính là ám hiệu của tôi với người của tôi. Nếu như sáng mai bọn họ không nhìn thấy tôi bình yên vô sự từ đây bước ra, bọn họ sẽ tự động tiêu hủy lô hàng đó. Đến lúc đó anh không lấy được gì hết. Tôi phải đi. Bây giờ Lý Chính Bạch bị bắt rồi, ít ra chúng ta phải đảm bảo đồ vật trong rương có an toàn hay không. Anh có biết trong rương là gì không? Không biết, nhưng chắc chắn là đồ vật rất quan trọng. Nếu như bây giờ Lý Chính Bạch đã nói bí mật ở trong rương cho bọn Ô Ngụy biết, nhưng chúng ta lại không biết gì về cái rương đó cả, e rằng chúng ta rất bị động. Chỉ có biết được trong rương là thứ gì, chúng ta mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Rốt cuộc là nên tìm Lý Chính Bạch trước hay là nên di chuyển rương trước? Rồi. Được, tôi thả anh ra trước, giữ lại lô hàng này. Tôi cho anh thời gian 2 ngày suy nghĩ. Rốt cuộc là hàng quan trọng hay là mạng người quan trọng? Nhưng tôi nhắc nhở anh, anh phải nhanh chóng trả lời tôi, bởi vì tôi không đảm bảo họ có còn mạng đợi anh trở về hay không. Đúng rồi, cô gái đó, anh thả cô ấy luôn đi. Đừng có nghĩ người ta hạ tiện như vậy. Lúc chúng tôi từ trong nhà giam ra, tổng cộng chỉ có mấy anh em thôi. Anh đều biết mà, cô ấy chỉ là chúng tôi thuận đường đưa đến Hưng Thành thăm người thân. Anh không cần phải lo sợ. Sợ rồi à? Được,
Trời vừa sáng, đưa các người về nhà khách. Một lời đã định, chúng ta nhất định phải tìm được Lý Chính Bạch để làm rõ ràng hàng ở đâu. Bây giờ Lý Chính Bạch không ở đây, Dương lại bị đánh tráo. Cô Lục, cô không cảm thấy tất cả những điều này quá trùng hợp sao? Ý gì? Nói không chừng bây giờ Lý Chính Bạch đã trao đổi Dương với người của Ung Ngụy rồi. Vậy hôm nay anh ta bị bắt cũng chỉ là diễn kịch cho chúng ta xem thôi. Sự việc vẫn cứ làm rõ, không nên đưa ra kết luận. Tôi tin tưởng Lý Chính Bạch, tôi chỉ sợ cô tin sai người. Nếu như muốn bán đứng chúng ta thì ở Trường Trạch sớm đã đưa hàng cho Dạng Lý Nhai rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ.